Ba bậc nhập lưu công tạo sao bất thiện cộng nghiệp, do vậy kinh tăng chung là châu báo thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, bần thánh tu đà quần vô khổ tâm và lỗi, bần thân lời hay ý cũng không hề che giấu, được xưng danh hiền thánh, do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, đừng thế tôn thiết đẳng pháp đưa đến niết bàn, tịnh lạc và thù thắng, lời ân chung hữu tình ví như mưa đầu hạ, khiến ngàn cây đâm chồng. Vậy chính đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, đức Phật bậc vô thượng liễu thông pháp vô thượng, ban vô pháp vô thượng, chuyển đạt pháp vô thượng, tiền thiết pháp vô thượng, do vậy chính đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, nhân quá khứ đã đoạn, mầm tương lai không gieo, với tâm không ai chăm, trong sanh hữu đời sau, bởi tam muôn đã đoạn, các chủng tử không còn, ví như ngọn đèn tắt, bậc ký chứng niết bàn, do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, ông với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, chung thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên đã ân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ đức Phật bậc Như Lai, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, phóng với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, chung thiên nhân các cõi, dù thiên địa tiên đã ân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ chánh pháp đạo Như Chân, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, chúng thiên nhân các cõi, dù tiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ tăng chúng như đức, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đà thủ. Thanh tu đà quần chứng kỳ ly thanh đê, được đứng gô ta ma kheo thiên nhãn tường tận, các ngài dù phóng vật thì cũng không bao giờ tái sanh kiếp tư tam, do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, nhờ chứng đạt chánh tri đoạn trừ ba kiến sự thân kiến và hoài nghi, luôn cả giới tâm thủ thoát khỏi bốn đò sư, bậc nhập lưu không tạo sao bất thiện cộng nghiệp, do vậy tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, mức xa hoa đa vô khổ tâm và lỗi, bằng thân lời hay ý cũng không hề che giấu, được xưng danh hiền thánh, do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, đừng thế tôn thiết giảng pháp đưa đến niết bàn, tịnh lạc và thù thắng, lời ân chung hữu tình ví như mưa đầu hạ, khiến ngàn cây đâm chồi, vậy chính đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, đức Phật bậc vô thượng liễu thông pháp vô thượng, ban vô pháp vô thượng, chuyển đạt pháp vô thượng, tiền thiết pháp vô thượng, do vậy chính đức là châu báu thượng.
diệu mong chân ngôn này tu thành muôn hạnh cung nhân quá khứ đã đoạn mầm tương lai không gieo với tâm ai chăm trong sanh hữu đời sau bởi tam muôn đã đoạn các chúng tử còn ví như ngọn đèn tăng bậc ký chân niết bàn do vậy chính tăng chung là châu báu tù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc chung thiên nhân các cõi dù thiên tiên địa tiên đã ân tập nơi đây hãy chi thành đảnh lễ đức phật bậc như lai được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường phụng với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc chung thiên nhân các cõi dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây hãy chi thành đảnh lễ chánh pháp đạo như chân được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường mong với chân hôn này tu thành muôn hạnh phúc chung thiên nhân các cõi dù tiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây hãy chi thành đảnh lễ tăng chung bậc như đức được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc đa thù. Nam mô Bổn Thầy Giả, kính đảnh lễ chư Tôn Đức Thân, chào tất cả quý Phật tử. Thưa vị, hôm nay là ngày thứ ba 12 giây tháng 5 năm 2020. Chúng ta lại có thêm một ngày tu học đặc biệt trong chương trình đặc biệt của mùa đại dịch Corona. Thưa quý vị, ở trong xuyên suốt 3 tháng vừa qua, tất cả mọi người đều nghĩ về một viễn ảnh là khi nhân loại có thể tìm ra thuốc chủng ngừa corona và đặc biệt là thuốc trị được coronavirus, người ta nghĩ rằng lúc đó chúng ta sẽ cảm thấy bình an thực sự và cuộc sống trở lại bình thường. Nhưng mà cho đến giờ này, sau 3 tháng dài và với sự lây nhiễm đã phủ trùm toàn thể các châu lục, trong tuần lễ vừa qua, nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó kể cả Hoa Kỳ và Âu Châu, đã nghĩ đến trường hợp làm sao để chấm dứt sự cách ly xã hội. Và bây giờ thì mọi người đang phải đối diện với một câu hỏi là làm thế nào chúng ta tìm thấy sự bình an ở trong một hoàn cảnh bất định, một hoàn cảnh bất bình như vậy. Từ các cơ chế chính quyền cho đến các bệnh viện và cho đến cuộc sống hàng ngày nhất, và dĩ nhiên ngay cả trong mùa Phật đản, bao nhiêu câu hỏi được đặt ra rằng chúng ta phải tái tổ chức đời sống thế nào để tìm được sự bình an thực sự. Và thú vị, trong ngày hôm nay chúng ta đặc biệt nghe 10 câu nói của Ngài Chân Cha liên quan đến hai chữ bình an. Dĩ nhiên khi Ngài nói điều này thì cách đây hơn 20 năm, và lúc bây giờ không ai có tưởng tượng rằng có một con virus
mà có thể có một cái ảnh hưởng sâu xa, làm xáo trộn cuộc sống về kinh tế xã hội của toàn cầu như vậy. Nhưng mà chúng ta thử nhìn lại những lời nói của Ngài lúc bây giờ và so lại với những gì đang xảy ra hôm nay. Không chừng ở trong đó chúng ta tìm ra một vài cái ánh sáng để soi rọi cho cuộc sống hàng ngày của mình ở trong cơn đại dịch này. Bây giờ thì trước khi chúng ta đi vào nội dung của chương trình hôm nay, kính thỉnh Chư Tọa Minh Hạnh hướng dẫn đại chúng lễ tam bảo. Kính cung thỉnh Chư Tọa. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri hạnh túc thiện thệ. Thế gian dạy vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chi tăng đệ tử Thế Tôn, diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Thiền đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Kính chân Chư Tọa Minh Hạnh, bạch chư tôn đức và chư Phật tử. Trong thời đại dịch, mặc dù chúng ta có nhiều ý kiến trái chiều về những gì nên làm hay không nên làm, nhưng mà nếu chúng ta lắng nghe thật kỹ thì mọi người đều mong mỏi có hai chữ là bình an. Có lẽ ở một thời điểm nào đó trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta không quan trọng đến bình an. Con người thích mạo hiểm, thích phiêu lưu, thích được trôi dạt về những phương trời mới. Và cũng có thể con người dám từ bỏ cái tháp ngà bình an của mình để lao vào những cuộc phiêu lưu, mà qua đó người ta tin rằng tìm được cái sinh thú của đời sống. Nhưng đó là câu chuyện của trước khi đại dịch. Khi coronavirus hay là COVID-19 đang khắp nơi, thì thưa quý vị, rất là nhiều người đã tự giam mình ở trong căn nhà của riêng. Và chính quyền ở các nơi có khi ra lệnh giới nghiêm hay ra lệnh mọi người phải ở một chỗ. Điều này thật sự không dễ dàng. Tuy vậy người ta vẫn tuân thủ, và nhìn ra thì nói chung phần đông tuân thủ rất tốt theo những yêu cầu mà chính phủ đưa ra, dù đó là ở tại Ấn Độ, Âu Châu hay là tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sự bình an ở trong cuộc sống con người nó không đơn giản chỉ có một cái bối cảnh bình an, mà nó còn có một cái nội tâm an bình nữa. Nhiều khi chúng ta sống trong một cảnh rất là bình an, nhưng một cuộc sống vẫn đầy dẫy những âu lo, những thất vọng, những suy nghĩ về bao nhiêu cái xáo trộn, những bất trắc mà chúng ta không lường được. Câu chuyện về đại dịch và cũng là nguyên nhân chính để chúng ta có chương trình đặc biệt mùa chương trình tu học đặc biệt mùa đại dịch như buổi tối ở tại Hoa Kỳ vào giờ này,
là cũng vì đáp lại cái yêu cầu của một số quý Phật tử, làm thế nào để chúng ta có thể có được một cái chương trình sinh hoạt mang tới cách tinh thần. Rõ ràng rằng cái nhìn của cuộc sống và những điều chỉnh về mặt tinh thần giúp chúng ta rất nhiều. Có vô số người sống ở giữa phong ba bão tố, nhưng mà tinh thần họ vẫn đi tới. Nhưng có những người sống ở trong hoàn cảnh rất là yên ả, đời sống rất là thoải mái dễ chịu, nhưng mà luôn luôn bị căng thẳng xáo trộn bởi vì những bất an nội tại. Thứ điểm này là một ở trong những khía cạnh mà Ngài Chân Cha bản thân là một vị sư cả, một vị thiền sư, một vị giáo thọ, hướng dẫn cho quý tăng ni cư sĩ Phật tử đến tu tập không phải một ngôi chùa mà nhiều ngôi chùa. Khi gửi một người học trò đến một nơi nào đó, đặc biệt là đến những khu rừng Hạnh Đầu Đà, thì thưa quý vị, người ta thường đặt câu hỏi rằng ở chỗ đó có bình an hay không, những gì là những đe dọa, những gì là những cái làm xáo trộn. Thì bây giờ mời quý Phật tử lắng nghe những câu nói sau đây của Ngài Chân Cha liên quan đến chữ bình an, và sau đó thì chúng ta sẽ trở lại với nội dung của pháp thoại. Hôm nay xin được hỏi vị nào sẽ đọc bài này, và mời cô Diệp Quỳnh. Đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá, con thành kính đảnh lễ thượng tọa giác đẳng cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng và con tri ân sư và cảm ơn trần đạo và đại ngập cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con xin đọc chánh văn. Quán chiếu trích từ chẳng có ai cả Nô A Chinh Cha, do Tỳ Khưu Khánh Hỷ chuyển dịch. Bình an. Một, hỏi thế nào là bình an? Trả lời, thế nào là hỗn loạn? Bình an là không hỗn loạn. Hai, bình an nằm ngay trong chúng ta, nó ở cùng chỗ với bất an và đau khổ. Không thể tìm bình an trong rừng sâu hay trên đồi cao, cũng không thể tìm bình an nơi vị thầy khả kính, khả ái. Ở đâu có đau khổ, ở đó có con đường thoát ly. Ba, làm bất cứ việc gì cũng với tâm xả bỏ. Đừng kỳ vọng sự đền đáp 2 tháng. Xả bỏ một ít sẽ có một ít bình an. Xả bỏ nhiều sẽ có nhiều bình an. Xả bỏ hoàn toàn sẽ được bình an hoàn toàn. Và cuộc đấu tranh với thế gian này đi đến chỗ chấm dứt. 4. Thực vậy, chẳng có cái gì là của con người cả. Dầu chúng ta là gì đi nữa cũng chỉ là cái vỏ bề ngoài mà thôi. Bóc khỏi cái lớp vỏ này, chúng ta sẽ chẳng thấy gì ngoài những đặc tính phổ thông. Sinh ở giai đoạn đầu, thay đổi ở giai đoạn giữa và chấm dứt ở giai đoạn cuối. Tất cả chỉ có vậy. Nếu mọi vật như thế thì chẳng còn vấn đề gì nữa mà chúng ta phải hài lòng và bình an. 5. Hãy nhận biết điều gì tốt, điều gì xấu. Dầu bạn đang du hành hay đang định cư ở một chỗ nào, không thể tìm thấy bình an trên đồi cao, trong rừng sâu hay trong hang động. Dầu có đi đến nơi Phật thành đạo đi nữa cũng không tới gần chân lý hơn. 6. Tìm kiếm những gì bên ngoài chúng ta chỉ là sự so sánh và phân biệt. Không thể tìm kiếm hạnh phúc bằng cách này. Không thể tìm kiếm hạnh phúc bằng cách truy tầm cho một người hay một vị thầy hoàn hảo. Đức Phật dạy chúng ta phải tìm kiếm giáo pháp, tìm kiếm chân lý, chứ đừng tìm kiếm người nào. 7. Ai cũng có thể làm nhà gạch hay nhà gỗ, nhưng đó không phải nhà của ta mà là nhà của thế gian.
và bị luật thế gian chi phối, bình an nội tâm mới thực sự là nhà của ta. 8. Rừng là nơi bình an phải không? Vì tội tình chi nắm chặt trong tay những gì bạn rối rắm, hãy để cho thiên nhiên dạy bạn. Nghe tiếng chim kêu rồi xả bỏ. Hiểu rõ thiên nhiên, bạn sẽ hiểu rõ giáo pháp. Hiểu rõ giáo pháp, bạn sẽ hiểu rõ thiên nhiên. 9. Truy tầm bình an bên ngoài chẳng khác nào tìm kiếm rùa có râu. Bạn không thể nào tìm được, nhưng chỉ tâm bạn sẵn sàng thì bình an sẽ tự tìm đến bạn. 10. Giới, định, huệ tạo nên đạo. Nhưng đạo không phải là chân pháp, không phải là mục tiêu. Đạo chỉ là con đường dẫn đến mục tiêu. Như bạn muốn đi từ Bangkok đến thiền viện Wat Pa Khong chẳng hạn, con đường rất cần thiết cho hành trình của bạn, nhưng mục tiêu của bạn thiền viện chứ không phải là con đường. Thế chúng ta có thể nói rằng giới, định, huệ ở ngoài chân lý của Đức Phật, nhưng là con đường dẫn đến chân lý này. Phát triển giới, định, huệ, bạn sẽ có sự bình an kỳ diệu nhất. Nam Mô Bích Thứ Hai Gia. Và bản chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi trở lại đạo tràng. Nam Mô Bích Thứ Hai Gia. Con kính nhân Bích Thánh Sư. Cô Nhật Quỳnh, kính bạch sư Tôn Đức và chư Phật tử, ở trong cuộc sống này có lẽ khi mà chúng ta còn trẻ thì điều mà chúng ta chú ý là mình đi tìm được cái gì. Thí dụ mình thích một chiếc xe hay là mình thích một bộ quần áo. Nhưng mà khi mà chúng ta càng trưởng thành, sống càng lâu, càng thấm thía thì phần đông chúng ta muốn có được một cuộc sống bình an. Cuộc sống bình an là cuộc sống ít có bị xáo trộn. Những xáo trộn xảy ra đời sống của chúng ta rất nhiều. Ví dụ như là khi chúng tôi sống ở Việt Nam sau năm 75, thì thứ vì sự việc mà bắt bớ hay tịch biên tài sản là một chuyện rất là bình thường. Và có nhiều người bị bắt đi mà thân nhân hoàn toàn thúc thủ không có làm những gì hết. Tất cả chỉ cầu xin ở sự may rủi mà thôi. Rồi nhiều người rời bỏ quê hương để tìm định cư một xứ gọi là tự do. Thì mình nghĩ rằng khi mà mình đến một xứ tự do như Hoa Kỳ, mình ngủ ban đêm, cảnh sát không đến gõ cửa để mà bắt vào lúc nửa đêm, thì thật ra đối với nhiều người đó là sự bình an. Bình an lắm. Khi mà chúng tôi sống ở trại tị nạn Vô Lô Vi Đông, có nghe tâm sự với nhiều người rằng đã 5 năm dài họ sống ở Việt Nam mà một đêm mà có tiếng chó sủa là trong người rung lên, không biết là có ai đến gõ cửa. Tại vì ở Việt Nam, thưa quý vị, người ta rất là thích bắt bớ ban đêm, dù đó là chính quyền đối với dân chúng. Khi đến nhà tị nạn, mặc dù rất là nghèo, rất là khó khăn, nhưng mà rồi không còn cái cảm giác là bị bắt giữa chừng ban đêm, tai bay quả gửi nửa chừng. Rồi chúng ta sang Mỹ, thưa quý vị. Thì bây giờ, sự bình an, nó trở thành một cái khái niệm khác hoàn toàn. Mình sống ở bên này mà thất nghiệp thì tạo nên sự bất an. Thất nghiệp thì tiền đâu để trả những cái chi phí sinh hoạt hàng ngày. Chiếc xe mà mình chạy, điện nước mà mình tiêu xài. Rồi có nhiều người đi làm lại có tiền. Có tiền sinh ra có những bất an khác. Nhiều khi vợ cũng đi làm, chồng cũng đi làm, rồi con cái đâm ra hư hỏng. Có những người
nói một câu nghe rất là chí tịch, là qua Mỹ mà con cái nó không hư là kể có phước rồi. Vợ chồng đi làm tất bật, rất là cực khổ, nhưng mà rồi lại phải lo lắng về mặt gia đình, hay kể cả người thân của mình. Người vợ thì lo ở chồng, chồng lo ở vợ. Không biết là người bạn đời của mình có thủy chung với mình hay không, và có những cái tai bay quả gửi nào gửi cho mình đến bất ngờ mà mình không biết hay không. Đôi khi có những gia đình công ăn việc làm tốt, vợ chồng yên ấm, con cái cũng tốt, nhưng một ngày nào đó bỗng dưng đi bác sĩ khắp tổng quát thì họ báo mình có một căn bệnh, căn bệnh quái ác, căn bệnh ác tính, ví dụ ung thư, chưa có xảy ra thường lắm. Và tự nhiên bao nhiêu thứ mà mình xây dựng lâu nay bỗng nhiên sụp đổ. Và chẳng những vậy, thưa quý vị, chúng ta lo lắng đến thiên tai, nào là bão tố, động đất, hỏa hoạn, chúng ta lo lắng đến những trường hợp mà bắn giết, con cái đi học ở trong trường, bỗng nhiên cha mẹ nhận được cú điện thoại là ở trong trường học có bắn lộn với nhau, có nhiều học sinh chết, cũng là một sự hổ. Chúng ta cũng cảm thấy rất là xáo trộn khi mà có những luật lệ mới, có những cái sự lên xuống của thị trường, của kinh tế. Đôi khi sống ở Mỹ, thưa quý vị, nhớ rằng những năm như 82, 83, khi mà dầu hỏa, giá dầu hỏa tuột xuống thấp, có nhiều thành phố như Houston, ngày nào cũng nghe nói tới người thất nghiệp. Và đau thao của thành phố Houston thì lúc đó người ta tắt bớt đi đèn, tại vì không có các công ty chiếm dụng nữa, mà thay vào đó, ban đêm mình đi ngang thành phố cũng thấy một cái thành phố tiêu điều. Những cái hệ lụy, những đe dọa về cuộc sống thì mình kể hoài không hết. Và kể cả ngày hôm nay, chúng ta sống trong một cái hoàn cảnh là mùa xuân 2020. Lẽ ra mùa xuân đó được báo hiệu với hoa nở, với những cái lễ mừng của Tết Dương lịch, rồi Tết Âm lịch, rồi mùa lạnh đi qua, mùa xuân lại trở về. Nhưng mà thưa quý vị, mùa xuân năm nay nó lại là một cái nỗi bất an lớn cho cả nhân loại. Người ta biết rằng có một con siêu vi lây nhiễm từ Vũ Hán, Trung Quốc, đi qua Âu Châu, nước Ý, trở thành một cái tâm dịch, rồi lây lan sang Tây Ban Nha, rồi Pháp, rồi các nước láng giềng. Và bây giờ đất nước Hoa Kỳ trở thành một cái tâm dịch lớn nhất trên thế giới, với cái số người bị lây nhiễm cũng như số người chết. Ở trong nhiều tuần lễ, chúng ta cố gắng tử thủ ở trong những ngôi nhà và tìm thấy sự an toàn bằng cách cách ly phải ở bên ngoài. Và chúng ta cũng cố gắng để làm sao tìm được sự bình an để vượt qua cơn đại dịch. Nhưng mà rồi thưa quý vị, sự bình an không đến dễ dàng. Cho đến giờ phút này thì người ta cố gắng để mở cửa, cố gắng để đem lại cái sự bình thường trong xã hội. Nhưng mà đó là một sự bình thường rất là bất bình thường, bởi vì sự lây nhiễm vẫn còn, số người chết vẫn còn. Nói chung là cuộc sống, nếu không có sự đe dọa gần cũng có sự đe dọa xa, không có đe dọa trực tiếp cũng có đe dọa gián tiếp. Con người chúng ta thì luôn luôn là hướng về một vùng trời bình yên. Ở trong vùng trời đó mình thật sự là an lành. Chứ đi ở trong chùa gặp bao nhiêu người và được nghe những cái chuyện mà họ dệt mộng, đi làm, dành dụm một số tiền, một ngày nào đó cất một cái thất. Đó là cái thất, chứ là một căn nhà tương đối có tiện nghi và đỡ phải lo lắng về tiền trả bill.
đỡ phải lo lắng về tiền bạc, để rồi có những tháng ngày an hưởng tuổi già, tịnh tu. Chúng ta nghĩ đó là một thứ an, nhưng mà thật sự thì nó không hẳn như vậy. Một cái nghịch lý cuộc đời là chúng ta càng mong được bình an thì sự bất an nó lại càng nhiều. Trong câu hỏi đầu tiên của đề tài này, chúng ta nghe một câu nói của Ngài Chân Cha là Ngài hỏi rằng bình, thế nào là bình an? Thì câu trả lời là thế nào là hỗn loạn? Và đằng sau câu hỏi đó thì Ngài trả lời rằng bình an là không có hoảng loạn. Khi mà mình muốn hiểu rõ thế nào là sự bình an thì rất là cần để chúng ta có thể có một cái nhìn tương đối xác thực về sự hoảng loạn. Sự hoảng loạn là trạng thái bất an, trạng thái lo âu, trạng thái mà đôi khi chính bản thân của người lo âu không biết là mình phải làm gì. Bởi vì nếu mình biết mình làm gì thì mình đã không lo âu, không hoảng loạn nữa. Thì ở trong ý kiến này Sanh Cha là trước khi chúng ta muốn trả lời cho câu hỏi là thế nào là bình an, thì chúng ta nên đặt câu hỏi là sự hỗn loạn, hoảng loạn là gì? Và sự hoảng loạn đó, nếu được chúng ta nhận diện, được chúng ta thấy rõ, thì chúng ta có thể kết luận rằng chấm dứt sự hoảng loạn là mình đi tìm sự bình an thật sự. Điều này mới nghe thì như là một câu trả lời bình thường. Nhưng mà đối với Phật Pháp đó, thì đó là một phương thức đi ngược lại với phương thức của thế gian. Người đời thì khi muốn đi tìm bình an là người ta cố gắng vẽ lên một bức tranh của sự bình an. Bức tranh đó là mình có đủ tiền, không phải lo âu về tiền bạc. Mình có đủ sức khỏe, không có những cái bệnh hoạn. Mình có những cái sự yên tâm đối với những người thân chung quanh mình. Thì như vậy là sự bình an. Những điều này mới vẽ ra thì không ai có thể phủ nhận được. Nhưng mà rồi chính những điều đó nó không mang lại chúng ta sự bình an, mà nó lại làm cho chúng ta lo âu hơn bao giờ hết. Lấy ví dụ là chúng ta quan niệm rằng bình an nghĩa là sức khỏe phải tốt. Nhưng mà ngay khi mà đặt ra cái tiền đề sức khỏe phải tốt đó, là nó bắt buộc chúng ta phải lo âu, và chẳng những bị lo âu rất nhiều. Không cần đi đâu xa, cứ tưởng tượng là ở trong thời kỳ đại dịch này, chúng ta nghe nói nhiều về những cái triệu chứng của đại dịch. Đúng là khi bị lây nhiễm đại dịch đó, thì hệ thống hô hấp của chúng ta gặp nhiều khó khăn. Covid-19 tạo nên những cái hành hạ đối với chỉ lá phổi đáng thương của chúng ta. Và chưa hết, ngoài những cái bệnh tật ở thân mình, đã có rất nhiều người bị lây nhiễm rồi bị đưa vào trong bệnh viện mà thân nhân không đi theo được. Thân nhân chẳng những không đi theo được mà không thăm viếng được. May mắn lắm là có thể trả lời qua FaceTime hay qua điện thoại. Và rồi nhiều người đã ra đi mà không có thân nhân đến kế bên vào giờ, những giây phút hấp hối cuối cùng, rồi đưa đi hỏa táng. Rồi một lúc nào đó người ta chỉ đến nhận được cái tro cốt đem về. Người ta thấy rằng cả cuộc sống này, một con người đã xây dựng rất nhiều, đã làm rất nhiều, nuôi con, nuôi cháu, có bao nhiêu quan hệ bè bạn xa gần. Rồi khi bị lây nhiễm, đưa vào trong bệnh viện, phải chịu đựng với căn bệnh, với những ngày cô đơn cùng cực, rồi ra đi ở trong sự cô đơn và cái chết ở trong sự tẻ lạnh, khi mọi người cảm thấy sợ hãi với cái xác chết của mình. Thì quả thật là khi mà mình nghĩ đến những điều đó đó, càng mong muốn cho mình được bình an, càng mong muốn cho mình được khỏe mạnh, thì chúng ta càng bất an. Đây là vấn đề mà
cái approach của Đạo Phật, cái phương pháp tiếp cận của Đạo Phật, nó khác với tiếp cận của người thế gian. Người thế gian vẽ ra một hình ảnh của sự bình an, để rồi sống rất là bất an với cái hình ảnh đó. Phương pháp ngược lại thì khuyên chúng ta hãy nhìn vào sự đau khổ và khẳng định trước nhất cho chúng ta biết bình an có nghĩa là không có hoảng loạn, không có đau khổ, không có hỗn loạn. Để nghĩa này mới nghe thì rất là bình thường, ai cũng định nghĩa được hết. Tại sao bình an không phải là một sự an ổn về tiền bạc, sự an ổn về sức khỏe, sự an ổn về tình thân, mà lại sự bình an có nghĩa là không có hỗn loạn, không có đau khổ? Nhưng mà nếu chúng ta hiểu được điều này thì thưa quý vị, mọi sự việc đặt lại khác đi. Cũng như khi Đức Phật Ngài chuyển Pháp Luân, Ngài không dạy về một cái thế giới bình an, một cứu cánh bình an, mà đầu tiên Ngài dạy về sự khổ, về nhân sanh khổ, rồi sau đó Ngài nói về sự diệt khổ và con đường đưa sự diệt khổ. Vì vậy, căn bản mà nói rằng cuộc sống dạy chúng ta đi một hướng khác, Phật Pháp dạy chúng ta đi một hướng khác. Cái hướng đi đó chúng ta gọi là approach. Ở trong hướng đi đó, Phật Pháp dạy chúng ta nên bước qua ngưỡng cửa của khổ đau, thấy được khổ đau, nhận diện khổ đau, và sau đó chúng ta mới hiểu được giá trị của sự bình an. Nó tương tự như là một người hồi nhỏ sinh ra trong một gia đình giàu có, không biết giá trị của đồng tiền, không có sống qua những cảnh nghèo, thì khó mà quý trọng được giá trị của đồng tiền. Cho đến khi nào mà chúng ta thiếu thốn, cùng khổ, thì chúng ta mới biết quý giá trị của đồng tiền. Một con người mà sống qua những cơn bệnh hoạn thì bắt đầu mới quý sức khỏe. Chúng tôi có một vị sư bạn quen, quý vị. Vị này bị té từ rớt từ trên nóc nhà xuống đất, nóc nhà cũng cao, nóc chùa cũng cao, và trong nhiều tháng nằm một chỗ. Và vị này có tâm sự với chúng tôi rằng khi mà mình nằm liệt giường, chỉ thấy người ta đi mình cũng thèm được đi như vậy. Nhưng mà bình thường khi mình khỏe mạnh, mình được đi mình không cảm thấy mình quý cái sức khỏe, mình không cảm thấy mình trọng với sức khỏe của mình, mà chỉ đơn thuần là đi là đi thôi. Nhưng mà khi bị nằm liệt giường rồi thì mình thấy quý sức khỏe. Ngài Hòa Thượng Hộ Giác, Ngài cũng nói rằng con người chúng ta đó thường ít đánh giá được những cái giá trị mà nó vốn sẵn có. Thí dụ như mình không biết quý con mắt của mình, không biết quý cái tay của lỗ tai của mình, cho đến khi mà mình mất đi con mắt, mất đi cái thị giác, mất đi thính giác, thì lúc bây giờ chúng ta mới biết quý cái thị giác và thính giác của chúng ta. Cũng như chúng tôi nghe có một vị nhạc sĩ cũng nổi tiếng, và ở cuối đời bị một chứng bệnh là mất đi thính giác. Và trước khi cái bệnh đó nó phát tác á, thì vị nhạc sĩ này đã được bác sĩ cho biết rằng ở trong 6 tháng nữa ông vĩnh viễn không bao giờ có khả năng nghe bất cứ âm thanh nào. Đối với một nhạc sĩ mà không có khả năng nghe và nghe được những bản nhạc mình sáng tác để được hát nữa, thì đó là một sự đau khổ lớn. Nhưng mà ở đây có thể nói rằng khi mà chúng ta được thấy, được nghe được, thì chúng ta không quý điều đó. Và do vậy chỉ có những người nào đã sống trải qua những đau khổ, đã hiểu được sự đau khổ, bước qua ngưỡng cửa sự đau khổ, thì người đó mới thật sự hiểu được giá trị của hình ảnh rõ về sự hoảng loạn, hình ảnh rõ về sự hỗn loạn, thì chúng ta không thấy được thế nào là bình an. Tại đây là một cái thách thức rất lớn. Ở trong câu thứ hai, Ngài nói rằng bình an nằm ngay trong chúng ta, nó ở cùng chỗ với bất an và đau khổ. Không thể tìm bình an trong rừng sâu hay trên đồi cao,
cũng không thể tìm bình an nơi vị thầy khả kính khả ái. Ở đâu có đau khổ, ở đó có con đường thoát ly. Câu nói này là kinh nghiệm sống một đời. Chúng ta thường có thói quen là dõi mắt về chân trời xa xăm. Cả đời mình đi tìm một nơi nào đó mà chúng ta gọi là một chốn bình an. Chốn bình an là nhiều khi mình cũng có căn nhà, cũng có cơm ăn, cũng có cái điều kiện thoải mái, nhưng mà không. Chúng ta vẫn mơ rằng một ngày nào đó mình sẽ đi đâu, ở một nơi nào xa xôi, sẽ có một cảnh giới sống thế nào đó, và ở đó mình bình an thật sự. Thật sự thì đa phần đó là một ảo giác hoàn toàn. Người xưa có câu nói là dục an tắc an. Mình muốn được an lạc thì mình sẽ an lạc ở trong giờ phút này. Mà trong giờ phút hiện tại mình không thể sống an lạc được. Ở trong hiện đời sống hiện tại, mình để luôn luôn mình bị chi phối bởi đau khổ, bởi cái sự vật vã của nội tâm, thì mình đi đâu mình cũng thấy bình an được. Có một điều rất là nghịch lý của đời sống đó là chúng ta luôn luôn nghĩ cái gì ở xa, cái gì ở tương lai, nó hứa hẹn nhiều hơn cái hiện tại. Và hiện tại là cái gì mà chúng ta rất nhàm chán, chúng ta không hài lòng, chúng ta bất mãn với hiện tại. Nhưng mà kỳ thật thưa quý vị, cái khả năng sống an lạc á, nó không phải nằm ở hiện tại hay ở tương lai hay ở chỗ này hay chỗ khác. Một người đã bất an rồi thì họ đi đâu cũng bất an hết. Chúng tôi thường gặp nhiều người ở trong đời sống của họ có đầy dẫy những cái đau khổ, những gút mắt. Và khi mà họ sống với những đau khổ gút mắt này thì họ luôn luôn tin rằng họ sẽ đến một cái thời gian nào đó, đến một nơi nào đó, sống một người nào đó, hoặc giả là họ thay đổi cái chỗ ở thế nào đó thì họ sẽ được hạnh phúc. Nhưng mà thực tế thì đây là sự tự gạt lấy chính mình. Tại vì sao? Nếu chúng ta không có khả năng sống an lạc trong hiện tại thì thứ vị không có ở đâu làm cho chúng ta bình an hết. Nếu vị nào mà được nghe Ngài cha thường nhắc ở trong những buổi tu tập á, thì chúng ta hiểu rằng các vị tu sĩ hay có một cái chứng bệnh. Chứng bệnh là cũng có ngôi chùa đó, cũng có một cái nơi ở đó, cũng cơm ăn đó, nhưng mà không có hài lòng. Và những vị này luôn luôn nghĩ rằng mình sẽ đi đến một ngôi chùa, một cái nơi mà rất là lý tưởng, đó là một cái khu rừng hay là một nơi nào đó. Nhưng một khi mà mình đi và mình sống trong cuộc đời là một vị tu sĩ rồi đó, thì dần dà chúng ta hiểu rằng chỉ có ngồi xuống, kiết già, lưng thẳng, nhắm mắt lại, sống với hơi thở, thì quả quần chúng ta có được sự bình an. Còn cuộc sống ở bên ngoài, chỗ nào nó cũng tương đối lắm. Nó có chỗ nào mà nó hứa hẹn hoàn toàn cho chúng ta một cái sự bình an thực sự đâu. Nên con người chúng ta hay bị một cái trường hợp mà chúng ta gọi là thả mồi bắt bóng. Thả mồi bắt bóng tức là chúng ta đánh mất đi cái hiện tại, một cái hiện tại mà nằm ở trong tầm tay của mình, một cái hiện tại mà chúng ta có khả năng quán chuyển, để nghĩ tưởng, để mơ ước về một cái chân trời xa xôi, mà chân trời đó nó cũng vô định. Thậm chí có một lần chúng tôi nghe hai vị sư ngồi ở trên xe lam bàn với nhau, một vị này nói vị kia rằng sáng nay mới nghe có một người họ đổi tiền, và họ có rất nhiều tiền. Bây giờ đổi tiền thì chỉ đổi được 200 đồng thôi. Thời đó là thời cộng sản mới vào trong miền Nam. Mà người này họ giữ rất là nhiều tiền mặt ở trong nhà. Và khi họ khám phá ra rằng tất cả những tiền còn lại nó chỉ là một cái thứ giấy vô giá trị đó, thì không biết phải làm gì, nhảy lầu tự tử chết. Dạ, nhảy lầu tự tử chết. Thì cái vị sư ngồi kế bên đó, chúng tôi nhớ lúc mà vị sư cũng lớn tuổi, mà cũng là bán thí xuất gia,
Thì vì nó nghe nói như vậy thì vì nó mới nói là có nhiều khi người ta nghĩ rằng kiếp này sống chán quá, mình chết đi. Chết đi có nghĩa là kết thúc cái kiếp buồn chán này, thì mình sẽ sanh vào một thế giới khác tốt hơn. Nhưng mà kỳ thật, cái thế giới khác nó không có gì bảo đảm là tốt hơn thế giới này hết. Và thực sự là như vậy. Hầu hết những người tự tử thì họ tin rằng họ chết đi là họ thoát khỏi cái khổ. Nhưng mà ở trên lý nhân quả, lý nghiệp báo, và không có ai nghĩ rằng một người mà chết đi trong sự đau khổ như vậy mà sanh vào thế giới khác, họ sẽ thảnh thơi hết. Thật ra cái chuyện mà ở trong cuộc sống chúng ta, nó là một thói quen, và thói quen phải thay đổi. Cái thói quen đó là nếu mình sống hạnh phúc thì mình có thể tìm lấy hạnh phúc ở trong tầm tay của mình. Và còn nếu chúng ta sống và cứ nghĩ tiếp tục và nghĩ đến một cái nơi xa xăm nào đó, một cái vùng trời bình yên nào đó và một cái thời gian nào đó, thì thật ra đó chỉ là một sự gạt lấy chính mình. Tại sao chúng ta gọi gạt lấy chính mình? Là bởi vì thật sự chúng ta tự nghĩ rằng lúc đó sẽ tốt hơn, nhưng mà không có gì bảo đảm tốt hơn hết. Như một người tự tử, họ nghĩ rằng chết rồi sau đó sẽ tốt hơn, không có cái gì bảo đảm là họ chết rồi sau đó tốt hơn hết. Vì vậy điều mà chúng ta học ở tại đây là cái chuyện mà nghĩ về một thời gian nào đó, một vùng trời nào đó, một cái nơi xa xôi nào đó hạnh phúc hơn, bình an hơn, thì nó chỉ là một thói quen. Mà thói quen nó không may là rất là thường tìm thấy ở trong nhiều người trong chúng ta. Ở trong câu thứ 3 thì Ngài khuyên rằng làm việc gì cũng với tâm xả bỏ, đừng kỳ vọng đền đáp hay tán dương. Xả bỏ một ít sẽ có ít bình an, sẽ có một ít bình an. Xả bỏ nhiều sẽ có nhiều bình an. Xả bỏ hoàn toàn sẽ được bình an hoàn toàn. Và cuộc đấu tranh với thế giới này đi đến chỗ chấm dứt. Câu nói này một lần nữa thì cũng được nói trong cái bối cảnh của những người Phật tử cũng như nhà sư trong đời sống tu tập hay là làm việc thiện, hoặc giả ngay trong đời sống hàng ngày. Chúng ta thường có một điều rằng mong được cảm kích khi mà mình tốt, được người khác cảm kích, họ khen mình, họ nghĩ rằng mình tốt. Cái đó là một cái sự kỳ vọng tương đối là đơn giản. Có nhiều khi mình làm chuyện tốt cho người khác, mình bỏ ra rất nhiều tiền, nhưng mình mong rằng người đó họ phải hiểu và họ cảm ơn mình. Hoặc giả là mình mong rằng mình được cái gì hồi đáp. Và tất cả những đó nó thường dẫn chúng ta đi đến chỗ thất vọng. Và thất vọng rất là nhiều. Bởi vì trong cuộc sống này, thưa quý vị, cái thất vọng lớn nhất của cuộc đời không phải là người ta có đền đáp mình hay không, mà thất vọng nhất của cuộc đời là cái kỳ vọng của mình. Cái kỳ vọng của mình đó, nó dẫn chúng ta đến thất vọng lớn. Hồi xưa chúng tôi có đọc một cái quyển sách của ông Carnegie mà cụ Nguyễn Lê dịch đó. Ở trong đó nói về trường hợp của một ông thẩm phán đã cứu hơn 76 người khỏi cái gas chamber, tức là cái phòng tử hình này, và ông đã can thiệp để cứu khỏi. Và trong 76 người mà được cứu đó, chỉ có một người duy nhất là viết một lá thơ để cảm ơn ông thôi, còn những người khác là quên đi. Cái sự bội bạc là một điều chắc chắn của cuộc đời. Và thật ra ở trong cuộc đời cũng không có ai sẵn đâu để mà cảm ơn mình. Và do vậy ở trong cuộc sống này rất là đơn giản là hãy mình sống mà mình có nhiều kỳ vọng thì mình sẽ thất vọng. Mà mình sống mà không kỳ vọng gì hết thì thì hạnh phúc nhiều hơn, bình an nhiều hơn. Cái chuyện đơn giản như vậy. Như vậy là cái sự thất vọng và sự bình an ở đây nó không phải là do người ta cảm ơn mình hay không, mà do mình kỳ vọng nhiều hay ít hay không. Thật ra Ngài dạy rằng nếu chúng ta càng bớt đi cái kỳ vọng, bớt đi cái sự mong cầu là người khác phải cảm kích mình, phải biết ơn mình. Mình làm phước là do mình làm phước thôi. Như vậy là mình hạnh phúc. Chúng ta cứ nghĩ như vậy, có bao nhiêu người trong cuộc sống này làm những việc công đức mà cho đi không đòi lại bao giờ. Và người chỉ làm phước
hãy mình có làm phước, mình có an lạc, người ta có tán thán, không tán thán mình không thành vấn đề. Thì lúc đó, đó chúng ta mới tìm thấy được sự bình an thực sự. Sự bình an của một người làm phước và một sự bình an của một người không có mong cầu. Nói chính ra thưa quý Phật tử là chúng tôi sống ở trong chùa đó, thì phải nói là bản thân là một vị tu sĩ đó. Chúng tôi sống cho đến ngày hôm nay nhờ vào rất nhiều sự hy sinh thầm lặng của những Phật tử. Những Phật tử hy sinh thầm lặng mà chưa bao giờ mong mỏi một cái lời cảm kích hay cái gì hết. Chúng tôi biết từ nhỏ đến tôi sống về điều đó rất là nhiều. Nhưng mà đôi khi chúng tôi rất tôn trọng điều đó. Và chúng tôi rất là ngại là phải nói lên tên họ người đó để cảm ơn. Bởi vì sao vậy? Nói như vậy đó, thì nó sẽ là mất đi cái đẹp của cuộc sống. Và chính những người đó họ cũng không muốn. Cuộc đời nó lạ lắm thưa quý vị. Mình làm điều tốt á, người ta ít có tán thán mình. Nhưng mà mình được ca ngợi thì chúng ghét nhiều. Chứ ít có được cái gì đâu. Và do vậy, ở trong cuộc sống này, Ngài Trên Cha Ngài nói rằng, làm bất cứ việc gì cũng với tâm xả bỏ. Đừng kỳ vọng sự đền đáp hay tán dương. Xả bỏ một ít thì sẽ có được một ít bình an. Mà xả bỏ nhiều thì sẽ có nhiều bình an. Xả bỏ hoàn toàn thì sẽ được bình an hoàn toàn. Và cuộc đấu tranh với thế gian này đi đến chỗ chấm dứt. Cái chuyện mà tranh đấu giằng co với thế gian này nó chỉ chấm dứt khi nào mình không giằng co. Còn nếu mình còn giằng co tức là mình sẽ tiếp tục. Nếu mình kỳ vọng sẽ tiếp tục. Chúng ta nhớ rằng tại sao người Nhật Bản, công trình học Nhật Bản họ có câu nói là tiến bộ của bàn tay. Ở đây, khi tâm của chúng ta đó, mà tiếp tục lao sao, tiếp tục mong cái này, kỳ vọng cái kia, chúng ta đau khổ. Chúng ta thường trách móc người khác là người này làm cho mình đau khổ, người kia làm cho mình đau khổ. Thật ra cái người mà làm cho mình đau khổ nhiều nhất đó là bản thân của mình, chứ không phải do người khác. Nên Ngài Trên Cha Ngài khuyên rằng để có được cuộc sống bình an thì ngay cả khi mà chúng ta làm điều tốt nhất thì bớt kỳ vọng lại, bớt mong cầu lại, bớt mong cầu người khác, phải cảm kích mình, phải hiểu mình, phải tán dương mình. Tại vì cái sự kỳ vọng càng nhiều, thất vọng càng nhiều. Mà kỳ vọng càng ít thì cái sự mình được một ít bình an, mà không kỳ vọng là mình được bình an hoàn toàn. Ở trong câu số 4, Ngài dạy rằng thực vậy, chẳng có cái gì là của con người cả. Dù chúng ta là gì đi nữa thì chỉ là cái vỏ bề ngoài thôi. Bóc khỏi cái vỏ, lớp vỏ này, chúng ta sẽ chẳng thấy gì ngoài những đặc tính phổ thông. Sinh ở đoạn đầu, thay đổi ở đoạn giữa và chấm dứt ở đoạn cuối. Tất cả chỉ có vậy. Nếu nhìn mọi vật như thế thì chẳng có vấn đề gì. Và chúng ta sẽ hài lòng và sẽ bình an. Về điều này, chúng ta sẽ thật sự rất là thông. Khi mà chúng ta ở gần những người quá vãng, chúng tôi có một cái may mắn là sống gần một sự hộ giác. Khi mà Ngài sắp mất, hầu như sống từng gần từng ngày từng giờ. Thật ra thì trước khi Ngài ra đi thì chúng tôi phải nói rằng Ngài chuẩn bị rất tốt cho sự ra đi của Ngài. Ngài đã không có bận tâm về những gì mà Ngài có. Ngài là ai? Tang lễ phải tổ chức như thế nào? Mà Ngài chỉ nhìn sự chết bằng sự thanh thản. Đôi lúc chúng tôi đặt lại vấn đề rằng nếu lúc đó mà Ngài bận lòng thì sao chứ? Nếu thì bận lòng thì có nhiều chuyện bận lòng đó. Nhưng rồi cũng vậy thôi.
Dạ, tất cả rồi cũng vậy thôi. Vì vậy, một cái người đạt sự thanh thản thực sự của cuộc sống, sự bình an thực sự cuộc sống, là hiểu rõ cuộc sống nó là như vậy thôi. Sinh ra thì là sự bắt đầu, mở đồn giữa là sự thay đổi, và cái chung cuộc là cái chết. Mà nếu chúng thấy được điều đó thì chúng ta không có sống được sự bất an nữa. Nó muốn là như vậy. Ở trong câu số 5 người nói như vậy là: hãy nhận biết điều gì tốt, điều gì xấu. Dù bạn đang du hành hay định cư một chỗ nào, không thể tìm thấy sự bình an trên đồi cao, trong rừng sâu hay trong hang động. Dù đi đến một nơi Phật thành đạo đi nữa thì cũng không tới gần với chân lý hơn. Câu nói này thì mình mới đọc nghe nó giống như không có liên hệ tới đề tài của sự bình an. Nhưng mà ở đây Ngài khuyên rằng cái gọi là tốt, gọi là xấu, cái có giá trị hay không giá trị đó, nó nằm ngay trong cuộc sống hàng ngày của mình, nằm ngay trong hơi thở, từng hơi thở của mình, ở trong cách mình sử dụng thời gian. Và nếu mà chúng ta tìm thấy được cái tốt, cái xấu, cái giá trị hay không giá trị theo từng khoảnh khắc ấy, thì chúng ta không cần phải vào rừng, không cần phải đi đến nơi Đức Phật thành đạo, không cần phải đi bất cứ nơi nào. Bởi vì sao vậy? Tại vì những giá trị đó chúng ta có thể tìm thấy ở ngay chính cuộc sống hàng ngày, cuộc sống hàng ngày như chúng ta đang sống đây. Ở trong câu số 6 này nói rằng: tìm kiếm những gì bên ngoài chúng ta chỉ là sự so sánh và phân biệt. Không thể tìm kiếm hạnh phúc bằng cách này, không thể tìm kiếm hạnh phúc bằng cách khác. Truy tầm cho một người hay một vị thầy hoàn hảo, Đức Phật dạy chúng ta phải tìm kiếm giáo pháp, tìm kiếm chân lý, chứ đừng tìm kiếm người nào. Đó là kinh nghiệm tu rất là quan trọng, thưa quý vị. Nếu mà chúng ta sống đời thời Đức Phật, thì có một vị tỳ kheo tên là Bát Ca Lý. Niềm hạnh phúc của vị này là được mỗi ngày lên đảnh lễ và nhìn cái tôn nhân của Đức Phật. Và có một ngày Đức Phật gọi Bát Ca Lý lên và Ngài dạy Bát Ca Lý rằng: hãy đi, không xứng đáng để người xuất gia mà chỉ mỗi ngày lên gặp bậc đạo sư và nhìn ngắm hình ảnh bậc đạo sư. Thì thưa quý vị, Bát Ca Lý nghe như vậy thì rất là thất vọng, rất là khổ. Bởi vì mình đi xuất gia, mình là một người rất hâm mộ Đức Phật, rất là sùng bái Đức Phật, và luôn luôn chỉ muốn lên đảnh lễ Đức Phật. Giống như ngày hôm nay mà rất nhiều người chúng ta đi vào chùa rất là sùng bái cái pho tượng trong chánh điện rất là đẹp. Nhưng mà thưa quý vị, Đức Phật Ngài đã đuổi Bát Ca Lý đi. Mà trong sự thất vọng cùng cực đó, thì Bát Ca Lý định kết liễu đời sống của mình. Ngay lúc đó Đức Phật Ngài xuất hiện. Ngài đã gọi Bát Ca Lý rằng, Ngài đã dạy Bát Ca Lý rằng: người nào mà nắm chéo y của Như Lai mà không thực hành chánh pháp thì cách xa Như Lai vạn dặm. Và người cách xa vạn dặm mà thực hành được là của kế bên Như Lai. Ai thấy pháp thì người đó thấy Như Lai, mà ai thấy Như Lai đúng nghĩa thì người đó tại người thấy pháp. Như vậy thì ngay cả những đệ tử mà thời Đức Phật còn trụ thế đó, thì cũng không có nghĩa là họ sẽ đi tìm sự giác ngộ điều đã thật bằng cách đơn thuần là nhìn ngắm và tôn vinh, hay là luôn luôn đi theo Đức Phật. Mà có thể có những người đệ tử lên học đạo và lại Đức Phật ba lại rồi đi vào trong rừng sống với chính mình, và những người này tìm được cái sự bình an thực sự ở chính mình, thì nói cho cùng sự giác ngộ, sự giải thoát và sự bình an thực sự
nó phải tìm ở mỗi chúng ta, chứ không phải tìm thấy ở vị thầy, ở Đức Phật, và ngay cả những cái đồng tâm mà chúng ta tìm được. Trong câu số 7, Ngài nói rằng ai cũng có thể làm nhà gạch hay nhà gỗ, nhưng đó không phải là nhà của ta, mà là nhà của thế gian, bị luật thế gian chi phối. Bình an nội tâm mới thực sự là nhà của ta. Một cái cuộc sống của con người mà gọi là sống an toàn là phải có một mái nhà. Mái nhà đó để che mưa, che nắng, bụi mùng, nắng gió. Và mái nhà làm cho chúng ta bình an. Nhưng mà quan niệm thế gian là ngôi nhà thì phải chắc. Ngôi nhà phải lợp bằng ngói, xi bằng bê tông. Người nghèo thì nhà mấy tranh vách đất. Nhưng mà Đức Phật dạy rằng có một ngôi nhà quan trọng, đó là ngôi nhà của tâm, một nội tâm bình an. Thì thưa quý vị, cái khả năng sống an nhiên tự tại là một thứ trưởng thành của đời người, là một thứ bản lãnh. Người này khác với người kia hay không là chúng ta thực sự sống bình an hay không. Cái khả năng sống bình an và sống bình an thực sự đó thì khiến cho chúng ta an ổn. Và do vậy có một tác phẩm mà chúng tôi mong rằng quý vị nào có dịp đọc cũng có Ngài Chánh Cha, do tác phẩm Chu Khánh dịch đó, là căn nhà thực sự của chúng ta. Dạ, căn nhà thực sự của chúng ta. Suốt cuộc đời nếu chúng ta sống ở một nơi nào đó thì ai cũng nghĩ rằng mình có được một căn nhà. Căn nhà ổn định, căn nhà đẹp, căn nhà thích hợp. Nhưng mà có ai nghĩ chuyện xây dựng căn nhà cho cuộc sống nội tâm không? Và rồi đó là một câu hỏi mà Đức Phật Ngài dạy về một cái căn nhà bình an, là một căn nhà khéo lọc để cho phiền não nó không có thấm dục vào. Ở trong câu số 8, Ngài nói rằng rừng là nơi bình an phải không? Vậy thì tội tình chi nắm chặt trong tay những gì là bạn rối rắm. Hãy để cho thiên nhiên dạy bạn. Nghe tiếng chiên kêu rồi xả bỏ. Hiểu rõ thiên nhiên, bạn sẽ hiểu rõ giáo pháp. Hiểu rõ giáo pháp, bạn sẽ hiểu rõ thiên nhiên. Câu nói này thật ra mới nghe thì hơi khó hiểu một chút. Bởi vì câu nói này Ngài dạy cho một vị tỳ kheo đi vào trong rừng. Và khi mà trở về chùa thì than phiền ở trong chùa không có được bình an như trong rừng. Và Đức Phật Ngài và Ngài Chánh Cha Ngài khuyên là thật ra cái bình an ở trong rừng và bình an ở trong tâm mình nó đơn thuần là chúng ta có sống hài hòa, chúng ta có sống chấp nhận với cái tự nhiên hay không. Thí dụ như ở trong rừng có tiếng chim kêu. Mà chúng ta nghĩ rằng ở trong rừng luôn luôn phải có tiếng chim kêu mình mới vui. Thật sự mình sẽ thất vọng. Có khi có tiếng chim kêu, mà có khi có tiếng vượn hú, và có những tiếng này tiếng khác ở trong ngày. Thiên nhiên thì nó hoang dã. Thiên dạy chúng ta sống là mọi thứ phải tự nhiên và mọi thứ phải thích nghi. Có thích nghi được thì chúng ta mới an lạc. Đó là bài học của thiên nhiên. Và Ngài dạy rằng ai mà thấy được pháp, hiểu rõ giáo pháp, thì người đó hiểu rõ thiên nhiên. Mà ai hiểu rõ thiên nhiên thì người đó sẽ hiểu rõ giáo pháp. Nó có một sự liên đới ở trong ý nghĩa. Và điều này mình phải sống sâu lắm, sống lâu lắm mới cảm nhận được điều này. Bởi vì ở trong thiên nhiên, thưa quý vị, chúng ta sống không có nhồi nặng, không có uống lắm, nó phải thế này, đừng như thế kia. Nhưng mà trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, thì thái độ chúng ta sống là chúng ta muốn can thiệp, muốn mọi việc đi theo ý của mình. Một lúc nào đó, mà nếu chúng ta sống mà còn bằng một thái độ tương đối là thích nghi, thì cho chúng ta những niềm hạnh phúc rất là lớn. Và trong câu
số 9 thì nói rằng truy tầm bình an bên ngoài chẳng khác nào tìm kiếm rùa có râu, bạn không thể tìm được. Nhưng khi tâm bạn sẵn sàng thì bình an sẽ tìm đến cho bạn. Ở đây thì chúng tôi cũng xin thưa rằng về câu nói này của Ngài thì nó hơi ngoại lệ một chút. Khi chúng tôi còn nhỏ Việt Nam thì người Việt Nam và người Trung Hoa đó đều nói rằng ở trên thế gian này có những điều mà không thể tìm được, đó là lông rùa với sừng thỏ. Thì hồi nhỏ chúng tôi nghĩ là câu đó là câu nói chân lý đó. Nhưng mà rồi khi mà lớn lên chúng tôi sang California, thưa quý vị, ở California có một loài thỏ ở gần Palm Springs, ở chỗ Yucca Valley, thì thỏ nó có sừng, sọt sừng. Và khi chúng tôi sang bên Trung Quốc đó, đến Hắc Long Giang thì có loài rùa có lông. Dĩ nhiên là ngày sống ở miền Bắc Thái Lan thì ngày cũng nhìn thấy con rùa có lông, mà con thỏ có sừng bây giờ. Nhưng mà những cái câu mà lông rùa sừng thỏ đó, đôi khi nó không còn áp dụng được bây giờ nữa. Nhưng mà chúng ta bỏ qua câu đó, đừng nghĩ như vậy. Ngài chỉ muốn nói là nếu mà mình đi tìm một cái hạnh phúc ở bên ngoài đó, đang bên ngoài đó, thì thật ra nó không thật sự có được, nó không có bảo đảm, mà chính cái tâm mình sẵn sàng bình an, tâm mình sẵn sàng thì bình an nó sẽ tìm đến mình. Nghĩa là người nào sống mà chỉ làm cái gì cần làm, thí dụ như tập thiền hay làm những việc tốt, thì sự bình an tự nó đến, chứ phải bình an là cái gì mình đi tìm đó. Đi tìm đó, cái bình an nó đến từ trong lòng. Nó cũng có cái lạ mà khi mà chúng ta sống gần các vị trưởng lão, đôi khi trong lòng các vị có sự bình an. Mà khi có những chuyện đột biến xảy ra, có những biến cố xảy ra mà các vị bình an, thì lúc đó chúng ta mới hiểu rằng sự bình an nó đến từ trong lòng. Và trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng vậy. Hãy một cái nội tâm mà nó được thắp sáng đúng điều, thì thưa quý vị, cái nội tâm mà được tu tập, một nội tâm được bình ổn thì an lạc tự nó đến, mặc dù người đó không mong cầu sự an lạc. Cũng nói tại đây là giới định tuệ là tạo nên đạo, nhưng mà đạo không phải là chân pháp, không phải là mục tiêu. Đạo chỉ là con đường dẫn đến mục tiêu. Như bạn muốn đi từ Bangkok đến từ viện West Papong chẳng hạn, con đường rất cần thiết cho cuộc hành trình, nhưng mục tiêu của bạn là thiền viện chứ không phải là con đường. Cũng thế, chúng ta có thể nói rằng giới định huệ là chân lý của Đức Phật, nhưng mà con đường ở ngoài chân lý của Đức Phật như là con đường dẫn đến chân lý này. Phát triển giới định huệ, bạn sẽ có sự bình an kỳ diệu nhất. Ở trong câu này cũng là một câu mà Ngài dạy cho các vị đệ tử là đừng bao giờ thỏa mãn với sự tu tập của mình. Sự tu tập nó chỉ là một con đường thôi, giống như mình đi từ nơi này sang nơi khác, nó là một con đường. Và mình tiếp tục phát triển cho đến khi mà mình đạt đến sự an lạc thực sự, thì đó là niết bàn, là giải thoát. Thì đó là vài điều mà chúng tôi muốn chia sẻ nhân những câu nói của Ngài Chancha trong pháp thoại ngày hôm nay. Nếu chúng ta có thì giờ đọc kỹ lên những điều này, thì thưa quý vị, chúng ta sẽ dần dà nhận ra được là ngay cả ở giữa mùa đại dịch, dĩ nhiên là có sự đe dọa, có những sự bất an, có những điều mà vô định đang chờ đợi trước mặt. Nhưng mà nếu chúng ta là người hiểu Phật Pháp đó, thì sẽ tập trung ngay trong giờ phút hiện tại đây và tìm thấy sự bình an ở trong tâm của mình. Nếu một người luôn luôn sống với sự âu lo, thì ngay cả họ sống trong cảnh bình an nhất thì họ vẫn âu lo. Và nếu một người có cái tâm vững chãi, thì ngay cả ở sóng gió ba đào họ cũng khả năng sống vững chãi. Và do vậy Ngài Ajahn Chah nhắc là chúng ta nên tìm sự bình an ở chính nội tâm của mình. Ở trong cái khu vườn tâm đó, chúng ta có thể gieo trồng
cây lành trái ngọt, hoa thơm cỏ lạ. Nhưng mà đừng quên một điều rằng chúng ta chỉ có thể làm được những điều bình an khi nào chúng ta giảm thiểu kỳ vọng, khi nào chúng ta không chạy theo những quan tưởng, khi nào chúng ta hướng vào đời sống nội tại. Còn nếu chúng ta không chịu nhìn vào đời sống bên trong mình, khi nào chúng ta luôn sống với nhiều kỳ vọng và lúc nào chúng ta cũng hướng về cái phương trời xa xăm mà đánh mất hiện tại, thì thật ra chúng ta khó tìm sự bình an, sự bình an đích thực. Chúng tôi xin kết thúc phần thoại tại đây, và bây giờ thì xin được kính thỉnh Sư Nguyên Thông, Đại Đức Trời Trí, Sư Nguyên Thông và cô Diệu Duyên, nếu được thì kính thỉnh Đại Đức Trời Trí tụng kinh Ratanasutta một lần bằng tiếng Phạn, Sư Nguyên Thông tụng một lần bằng tiếng Phạn, Sư cô Diệu Duyên tụng một lần bằng tiếng Việt, và chúng tôi sẽ trở lại với vài ý nghĩa của liên quan tới bài kinh này, và sau đó là một vài thông tin liên quan đến đại dịch Corona. Kính thỉnh Đại Đức Trời Trí. Con kính lễ chư tôn đức. Dạ, kính chào đại chúng, xin phép được đọc bài kinh Ratanasutta. Panithanato patha yatatha gata sadasa baramiyo dasa upabaramiyo dasa baramatha baramiyo bhancha maha parecha ge te so chariya pachima phagwe kapawa kan ting cha ting apinikhamanang bathana chariyang bodhi panlan ke mara vichayang sapanyutang jnana pativethang navaloko taratamme sabbe bime bodhagune avachito vesaliya ti subhakaran tare sutiya marating baritang karanto ajasma ananda thero Viyakarunna-chitang upata-betva-koti-sata-sahase-su-chakka-vale-su-de-vata Yasa-nambati-ganhanti-yeng-ca-ve-sa-li-yam-pure-roga-manu-sa-duk-pik Kasamputanti-vithang-fayang-khipa-mantara-tha-ve-si-bari-tantang-phana-mahe Yani thaputa ni samagata ni pumma ni vaja ni vanta leke sape vaputa sumana pavantu atho visakat Yasunantu pasitang tasmahi puta ni sameta sape metang karo tamanusiya Bacaya ni vacharato jaharanti ye paling tasmahi ne rakhata apmata yankinchi kvitang itavahurang Vāsākī suvāyāṁ ratanāṁ panītāṁ nano samāṁ ati tathāgate Nairam vipūthe ratanāṁ panītāṁ ete na satche Nasuvāti hotu khayāṁ virāgāṁ hamataṁ panītāṁ jadācaga sākyamuni samāhito Natena thamme na samāti kīnchi idam vithamme ratanāṁ panītāṁ Ete na satche na suvati hotu yam bhuta sato parigvanna yisu ching Samadhi manantari kanyamahu samadhi nate na samona vichati idam vithamme Ratanang banitang ete na satche na suvati hotu ye pukkala Atasatang basata chatari etani yugani hantite dakhinaya Sugata sasavaka ete surinani mahapala naidam visankhe ratanang panitang Ete na satche na suvati hotu yesu payuta manasadan he na nikamino gotamasasanam hite Bhati bata matang vigay halatha muthani puting punchamana idam visankhe Ratanang nitang ete na satche na suvati hotu yathing dakhilu Vathawing sito siya chatupi vate pi asambakam viyo tathupa mangsa purisang Vadamiyo variya satcha niyavecha basati dambisang khe ratanang panitang
ete na sa che na su wa ti ho tu ye hariya sa cha ni vi pha qua gian thi ram phi ra bai nhe na su de si ta ni kin cha bi te hon tu pu sa pa ma ta na te pa wang nga tha ma ma di gian thi ram bi sang khe ra ta nang pa ni tang ete na sa che na su wa ti ho tu sa ha wa sa da sa na sam ba da yataya su dhamma chahita bhagwan tisaka yadi tivichiki chitang chasila patang wa piyada tikin chichato habaye chave pamuto chacha pethana viapapho katum hiram visanghe ratanang panitang ete na sa che na su vati ho tu kincha piso kammang karoti babakang kaye na vacha yudache sa vapapho so ta sapati chada yapapata di sabada savota idam visanghe ratanang panitang ete na sa che na su vati ho tu vana pagambe yatha posita ke imha namase bathamasming gimhe tathopamang thamavarang adesa yinipanagaming paramang hita jairam vipute ratanang panitang ete na sache na suvati ho tu vado varangyu varado varaharu anuttaro thamavarang adesa yidam vipute ratanang panitang ete na sache na suvati ho tu khi nang puranang navang nati sampavang virata chitta yati ke pavasming te khi na bicha virunthi chanda nibbandi thira yatha yambari poidam visanghe ratanang panitang ete na sache na suvati ho tu yani taputa ni samagata nipumma niwaya niwantalikhe tathagatang dewa manu sabuchitang buddhang namasama suvati ho tu yani taputa ni samagata nipumma niwaya niwantalikhe tathagatang dewa manu sabuchitang dhammang namasama suvati ho tu yani taputa ni samagata nipumma niwaya niwantalikhe tathagatang deva manu sapuchitang sankhang namasama suvati hotu. Dạ, con đã đọc xong bài Chaitanya Sutta. Dạ, kính thỉnh Sư Nguyên Thông tiếp tục với phần phản ngữ ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con là Nguyên Thông, con xin đọc bài kinh Chaitanya Sutta bằng tiếng phản ngữ. Panitanato patha yatatha gata sadasa paramiyo dasa upapa ramiyo dasa paramattha paramiyo panchamaha parichage ti so chariya pakima pavega pavakang tin cha tin afini kamanang patna na chariyang Bồ đề pa lan kê ma ra vi cha yang sa ban nhu tan nha na pa ti ve thang na va lo ku ta ra tham me ti sa be pi me bu da gu ne a va chi toa ve sa li ya ti su pa ka rang ta re su ti ya ma ra tin pa ri tang ka ron to a ya sma a nang da te ro vi ya ka ru nha chi tang u pa ta pe toa ko ti sa 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 ha se chu cha ka va le su de va ta ya sa nang pa ti gang han ti yang cha ve sa li yang pu rai ro ga ma nu sa ru pi sam pu tam ti ve thang pa yang khi ba mang ta ra tha pe si pa ri tang tang Panamahe yani da puta ni samagata ni pumma ni vaya ni vantalikhe sabbe bhuta subana pavam tu atho bisakat chasunang tu phasitang tasmahi puta ni sametha sabbe meitang karo thamanusiya pachajiva charato charang tiye balin tasma Ine rang kata appa matta yang king chi vi tang itaba hurang basak ge suva yang ratanang panitang nano samang na titaha gate
Này đàm bi bùa thê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô thu khá dân vi ra găng a ma tăng pa ni tăng. Gia đà cha gà sắc dạ mu ni sa ma hi tô na tê na thẩm mê na sa ma thi kinh chi đàm bi thẩm mê ra ta năng pa ni tăng. Ê tê na sắc chê na su va thi hô tu giang bùa đà sê tô pa ri văn na di su chín sa ma di ma am nan ta ri căn nhà ma u sa ma di na tê na sa mô na vi cha ti đam bi thẩm mê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô ti dê pu gà la a tha sa tăng pa sa ta chắc ta ri ê ta ni yu ga ni hôn ti tê đa khi nay ya su ga ta sa sa va ka ê tê su di na ni ma hấp pa la ni đam bi sẵn khê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu dê su ba yu ta ma na sa đàn hê na ni ka mi no go tu ma sa sa nam hi tê pa ti pa ta a ma tăng vi gê ha la da mu da ni bu tiên phum cha ma na i đam bi sẵn khê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô do gia thiên đa khi lô pa ta vin si tô si ya cha tu phi va tê phi a sam ba cam pi yo ta thu pa mang sup pu ri sang va da mi yo a ri cha sắc cha ni a ve cha pa sa ti i đam bi sang khe ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu ye a ri cha sắc cha vi pha va yan thi gam thi ra ban ye na su đê si ta ni kiến cha bi tê hôn tu sup bà ma ta na tê pha vam a tha ma ma di yan thi i đam bi sang khe ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu sa ha va sa đa sa na sa pa đa ya ta ya su thẩm ma cha hi ta pha vam thi sắc ca và điếc thì viết chi ký chi tăng cha sĩ la bá tâm và bị gia đa thì kiên chi cha tu hà bám dê hi cha viết bà mu tô cha cha phi tha na ni áp phá bồ ca tum y đàm bị sẵn khê ra ta năng phá ni tăng ê tê na sắc chê na su ba thi hô thì kiên cha bị số cầm măng ca rô tờ pa pa căng ca dê na va cha dù đá chê ta xa va a pha bồ sô ta sa pa ti cha đa ya pha ba ta di tha ba đa sa vu ta i đam bi sẵn khê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô va na pa gum bê ya tha phu si tắc gê gim ha na ma se pa ta ma smin gin hê ta thu ba măng thâm ba va răng a đê sa dư nip ba na gà min ba ra măng hi ta ya i đam bi bùa thê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu va rô va ra nhu va ra đô va ra ha rô a nu tha rô thâm ma va răng a đê sa di đam bi bùa thê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu khi năng pu ra năng na văn na thi sam pa văn vi ra ta chi ta ya chi kê pha va smin tê khi na pi cha a vi ru ni chăng đa ni băng thi thi ra ya tha văn pa di bồ i đam bi sang khê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu ya ni tha phụ ta ni sam ma ga ta ni phụm ma ni ba ya ni ba an ta li khê ta tha ga tăng đê và ma nu sa bu chi tăng bu đang na ma sa ma su va thi hô tu ya ni đà phụ ta ni sam ma ga ta ni phụm ma ni ba di ba an ta li khê ta tha ga tăng đê và ma nu sa bu chi tăng đà hầm mang na ma sa ma su va thi hô tu ya ni đà phụ ta ni sam ma ga ta ni phum ma ni va ya ni va an ta li khe ta tha ga tăng đê va ma nu sa bu chi tăng sang ga hăng na ma sa ma su kha thi hô tu và năm bộ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật con niệm thông con đọc xong bài kinh Ratana Sutta bằng cái version Pali và con xin trao mai lại cho người kế là cô tu nữ Thợ Duyên và con chân thành tri ân chi bụi đã lắng tai nghe. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính mời sư cô tỷ.
Dạ, sa thú sa lô lành thầy. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành lễ kính đảnh lễ chư tôn đức tăng. Và bây giờ con xin đọc bài kinh Châu Báu. Tôn giả Ananda với từ tâm vô lượng trì tụng kinh Châu Báu suốt trọn cả đêm dài. Ba vòng thành quê xa ly niệm tất cả ân đức của Như Lai Đại Lực là mười ba la mật, mười thượng ba la mật, mười thắng ba la mật, năm pháp đại thi xả, ba hạnh nguyện độ sanh trong kiếp chót gian trần, xuất gia tầm giải thoát khổ hạnh nghiệm đau màu, chiến thắng đại ma quân, đạt nhất thiết chủng tri, chứng chính pháp siêu phàm. Chư thiên khắp ca cõi, mười muôn triệu thế giới, đều vui mừng lãnh hội. Kinh Châu Báu uy lực, tiêu trừ mọi tai ương, đói khát và bệnh tật, cùng phi nhân quay nhiễu. Trong thành quê xa ly, thấy điều được tan biến. Chung đệ tử tâm trì tụng kinh Châu Báu. Chúng thiên nhân ca cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã vân tập nơi đây, mong khởi lòng hoan hỷ. Thành kinh nghe lời này, rồi viết. Rồi với tâm bi mẫn năng hộ trì nhân loại vốn đêm ngày hồi hướng phước lành đến chư thiên. Những vật quý trong đời chốn này hay nơi khác cả châu bao cõi trời không gì sánh bằng được với Như Lai thiện thể. Do vậy chính đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Pháp bất tử tôi thượng, ly dục diệt phiền não, Phật Thích Ca Mâu Ni chứng pháp ấy trong thiền. Không gì sanh bằng được pháp thiền vi diệu ấy, do vậy chinh chánh pháp là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Con đường thanh lọc tâm là tu tập thiền định, chứng hiện tại là tu đức Phật hằng ngợi khen, không gì so sánh được, do vậy chinh chánh pháp là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tình muôn hạnh phúc. Thánh tam vị bốn đôi là những bậc ưng cung đệ tử đăng thiện thể được tri giả tan thang cung dường đến các ngài hướng vô lượng công đức. Do vậy chinh tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Bậc tu hành thiểu dục với ý chí kiên trì khéo chơn tranh phụng hành lời dạy đức điều ngự chứng đạt quả giải thoát thể nhập đạo bất tử là tu quả tịch tịnh. Do vậy chinh tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Vì như cột trụ đa kheo chuồng chặt xuống đất, dầu bốn hương cuồng phong cũng không thể lay động. Ta nói bậc chân nhân liệu ngộ tư thanh đê cũng tự tại bất động trước tam pháp thế gian. Do vậy chinh tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc.
Bậc Thánh Tu Đà Hường chứng tri ly thanh đế, được Đức Gotama khéo thuyết giảng tường tận. Các ngài dù phấn vật thì cũng không bao giờ tái sanh kiếp thứ tam. Do vậy chinh tăng chung là châu bao thù diệu, mong với chân môn này tu thành muôn hạnh phúc. Nhờ chứng đạt chánh tri, đoạn trừ ba kiết sử, thân kiên và hoài nghi, luôn cả giới căm thù, thoát khỏi bốn đọa xứ, nhập tạo sao bất thiện triệt trọng nghiệp. Do vậy chinh tăng chúng là châu bao thù diệu, mong với chân môn này tự thành muôn hạnh phúc. Bậc Thánh Tu Đà Hường dù vô tâm phạm lỗi, bằng thân lời hay ý cũng không hề che giấu, được xưng danh hiền thánh. Do vậy chinh tăng chúng là châu bao thù diệu, mong với chân môn này tu thành muôn hạnh phúc. Đức Thế Tôn thuyết giảng pháp đưa đến niết bàn, tịnh lạc và thù thắng, lợi ích chung hữu tình, ví như mưa đầu hạ, thiên ngàn cây đâm chồi. Do vậy chính Đức Phật là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đức Phật bậc vô thượng, liễu thông pháp vô thượng, bạn bố pháp vô thượng, chuyển đạt pháp vô thượng, tuyên thuyết pháp vô thượng. Do vậy chính Đức Phật là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Nhân quá khứ đã đoạn, mầm tương lai không gieo, với tâm không ai chấp, trong sanh hữu đời sau, bởi tham muôn đã đoạn, các chủng tử không còn, ví như ngọn đèn tắt, bậc tri chứng niết bàn. Do vậy chinh tăng chung là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân ca cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ Đức Phật bậc Như Lai, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân ca cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ chánh pháp đạo Như Chân, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân ca cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ tăng chung bậc Như Đức, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Dạ, con đã đọc bài kinh Ratana sức thầy vừa xong, và con kính cung thỉnh thượng tọa nhất đẳng trở lại. Xin chân đại đức Từ Kỳ, xin nguyện thông và sư cô Trời Duyên. Thưa Phật tử, chúng ta chỉ còn vài phút ngắn nên chi xin nói một cái ý niệm rất là quen thuộc khi chúng ta đọc trên kinh Châu Báu, là đề cập đến chư thiên. Theo trong kinh đó, thì đối với cõi người của chúng ta đó,
thì sự ra đời của một vị Phật với giáo pháp và với tăng chúng, một vị Phật gọi là Phật chánh đẳng chánh giác, thì cách nhau một cái khoảng cách rất xa, mà từ vị Phật này sang vị Phật kia không ai còn nhớ và biết gì về vị Phật quá khứ, kể cả giáo pháp và kể cả những gì di tích. Nhưng mà đối với chư thiên phạm thiên, nhất là các vị phạm thiên đó, và đặc biệt là các vị phạm thiên ở cõi trời Tịnh Cư Thiên, thì các vị này lại là những vị có tuổi thọ rất lâu. Và do có tuổi thọ rất lâu nên chi các vị này thường nhớ biết về chư Phật quá khứ. Ví dụ như theo trong sớ giải thì ở tại cõi trời ngũ tình cư thì chư vị phạm thiên mà chứng thánh quả ở tại đó là kéo dài cả bảy cái giáo pháp của chư Phật, tính từ chư Phật hiện tại cho đến Phật Vipassi ở trong quá khứ. Tại đó vì vậy khi ở thế gian này giáo pháp mà của chư Phật chánh đẳng chánh giác biến mất, thì chỉ có thế gian này chúng ta biến mất, nhưng mà đối với các vị ở cõi trời Tịnh Cư Thiên hay là một số các vị phạm thiên khác mà tuổi thọ còn dài, các vị còn nhớ. Và do vậy khi mà chúng ta tuyên đọc những lời kinh, những giáo pháp của Đức Phật hiện tại, và giáo pháp nó cũng tương đồng với chư Phật quá khứ, thì chư vị chư thiên phạm thiên rất là hoan hỷ. Và đó là lý do tại sao mà những bài kinh chúng ta tụng thường đề cập đến chư thiên phạm thiên. Bây giờ còn phút sau cùng, còn vài phút sau cùng của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được chia sẻ với quý Phật tử một vài cái thông tin liên quan đến đại dịch. Trước nhất là hiện nay người ta đang cố gắng để khởi động lại nền kinh tế bằng cách là người ta mở lại một số các cái cơ sở thương mại. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng các cơ sở thương mại vẫn còn ở trong thời kỳ đầu. Người ta chưa biết được là mở như thế nào là hợp tình, hợp lý, ít có gây sự lây nhiễm. Căn bản mà nói đó thì người ta thường cho một cái con số khách hàng là 1/4 hay là 25% như nhà hàng chẳng hạn. Và khi mà những người vào trong những nơi này thì phải ngồi có khoảng cách. Và mỗi một cơ sở kinh tế, mỗi một cái công sở nó đều có cách riêng để làm sao cho những khách hàng hay những người lui tới ở trong cái phạm vi gọi là giãn cách an toàn. Vì vậy khi mà đã có sự mở cửa rồi, chúng ta nên nhớ ba điều. Điều thứ nhất là mất khoảng 3 tuần lễ đó, thì chúng ta mới biết rõ là cái sự lây lan nó có bùng phát trở lại hay không sau khi mở cửa, tại vì thời kỳ ủ bệnh cũng tương đối lâu. Và điều thứ hai là đi ra ngoài, chúng ta luôn luôn chịu khó để lắng nghe, tìm hiểu. Không thể nói rằng cái siêu thị này và siêu thị khác hoàn toàn giống nhau. Không thể nói cửa hàng này và cửa hàng khác hoàn toàn giống nhau. Mỗi một cái cửa hàng, ví dụ như có nơi họ bắt chúng ta mang khẩu trang hoàn toàn, có nơi họ không bắt buộc, thì mình phải để ý và phải thích nghi từng nơi, chứ không thể lấy một nơi này để áp dụng cho tất cả mọi trường hợp. Và sau cùng đó thì có lẽ chúng ta nên tiếp tục kiên nhẫn, khoan đi lại nhiều, mà chờ cho một vài tuần lễ nữa thử xem là cái sự đi lại nó có làm bùng phát bệnh dịch hay không. Chúng ta đã kiên nhẫn được một thời gian dài, cũng gần 2 tháng rồi, thì nên tiếp tục kiên nhẫn. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dharma. Kính truyền chư vị giảng sư, của chư tăng và quý Phật tử đã vào Room để đóng góp cho chương trình. Đảnh lễ quý ngài, xin chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy.
Yeah.
ni wa an ta li ke ta tha ga tang be wa ma nu sa bu chi tang bu tang na ma sa ma su ma ti ho tu ya ni ka pu ka ni sa ma ga ta ni bu ma ni wa ya ni wa an ta li ke ta tha ga tang be wa ma nu sa bu chi tang tham mang na ma sa ma su wa ti ho tu ya ni ta pu ka ni sa ma ga ta ni bu ma ni wa ya ni wa an ta li ke ta tha ga tang be wa ma nu sa bu chi tang sam kang na ma sa ma su wa ti ho tu.